Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay Vami sẽ quay trở lại với cái game mình là quay trở lại không? Vami là nó chơi lần đầu. Good Island. Cứt Island. Cứt Island. À, cho này cho Cứt Island. Cứt Island. Ừ, chạy lẻ lẻ chứ không nhậm cứt. Là mình đã có được 1.200 tiền, mình đã mua được một đống luôn ha. Bây giờ mình sẽ mua cái cốc đội chạy nè. Cái cốc đội chạy nó cũng cần thiết lắm, mình sẽ mua 10 cái luôn, đúng không? Chạy à, chạy xúc quần luôn à. Oh my god. Đứng đây đâu đó, quá vậy? Ok, chết nè. Đó. Trời gì đứng đâu quá vậy? Thôi. Ồ, hên quá. Ôi, con nó cắt con mạch tuột ra mà con mạch tuột không bị đứt mày. Mém xíu nữa có mạch tuột nướng ăn rồi. Vami. Gì vậy? Nói này nè, cơ bản là cái con mạch tuột đó nó không có giết mình đâu, nhưng mà mình giết nó. Tụi mình tập đền gì? Cơ bản là cái con mạch tuột á là nó chỉ tấn công cái hòn đảo nào mà nó không có người. Ờ, chết hết trơn luôn kìa. Hòn đảo nào mà có người á là nó sẽ dạng như là nó sẽ không có hạ gục cái hòn đảo đó. Hay. Chứ nó sợ tụi mình đó, nó sợ tụi mình ăn thịt nó. Chạy. là ê mày, cái này nó mặc định nó có áo choàng nè mày. Kia. Cái này mặc định nó có áo choàng nè. Có thì cậu thấy hên lão choàng nó thiết kế ngắn á. Thôi. Nó thiết kế ngắn chứ không nó thiết kế dài chắc chạy rồi dướng cái áo choàng thắt cổ chắc ngắt luôn. Vãi. chết gì chị tự bóp giấy chứ không phải chết gì của mạch tuột. Ok, chạy kìa cu. Hai ba chạy. Coi chưa, okay. Đứa nào là còn đại lâu nhất nha. Ê, chơi in phe nha, chơi lộn phe nha. Không có chơi in phe nha. Ai làm gì đâu? Giết nhau nha. Ai làm gì đâu? Tao hứa là tao không giết mày đâu. Ôi, đồ má hú hồn. Ủa, cái gì vậy? Quá rồi. Lát nữa chơi xong game này đi bắt con bạch tuộc á lên tao mày nướng ăn. Làm tao mém gung tim. Tung tự im. Ok, qua đi đứng. Rụng rúng luôn ấy. Cái rúng bị rụng. Ok, đồng ý đứng đây. Đâu rồi. Cái trò nói chung là bạch tuộc là nó không giết được mình là cái chắc rồi đó. Mà nó sẽ ê, mày chơi mình. Bữa giờ con mạch tuộc nó có bao giờ nó giết người chưa? Chưa luôn hả? Chưa thấy bao giờ luôn á. Ê, không mấy chia ra mỗi đứa đứng đảo đi, coi nó giết ai. Hèn chi cái lúc mà ta chơi thấy nó à, hình như là lúc full người là hình như là lúc đó là nó không có xuất hiện luôn á. Ủa chứ nó không xuất hiện chứ có cái gì xuất hiện? Thì mấy cái trò khác, mấy cái vật dụng, mấy cái bẫy khác nó giết mày nè. Ê, được á, vậy tính là mới. Một đống bẫy nè, thấy không? Cái nhiệm vụ của bạch tuộc để làm gì? Nhiệm vụ của bạch tuộc là để phá đạo hết. Rồi. Phá đạo. Đúng nhỏ luôn quay. Bãi. Chùm luôn. Ôi. Hên quá, hên quá. Tao đi lẻ chết lẻ lẻ. Nó mà lệch quá phái nó thằng Bobby chết cũng tỏi rồi. Trời ơi. Lệch pha mà. Lên lượm kiếm. Ý trời ơi, cái lụ đạn nó bay luôn rồi, tao đi chỗ khác đi. Thôi, tao chạy đây. Ủa mày còn sống không? No, never see you again. Mày đâu rồi? Chú cha thằng kia nó bay lên trên trời luôn kìa. Ờ, nó có đồ chơi á mày. Mày đâu rồi? Nó rớt rồi, nó ăn hành luôn. Tội nghiệp ẻm. Trời ơi, ở trên sân khấu tao thấy có mày tao tưởng mày chết rồi chứ. Ừ, chạy. Chạy qua đi với mày kìa, chạy nhanh đi. Âu. Ok. Cưng không giết được anh đâu, mém xíu nó thấy bà rồi, nó chờ nó bóp giấy kìa. Thằng mất nết dễ sơ. À, hiện tại giờ là mình đó, cái tội. Và mình và Bami có được hai cái bức tượng khá là đẹp ở phía trên kia. À, chưa. Ở đây, mình rồi đó. Ở trên đây có mình mày đang đứng chảnh kìa. Chạy. Ok. Chú cha nó chạy nhanh đi. No, chạy vừa chạy chậm thôi cô gái, chạy nhanh quá. Lát nữa chạm kịp bây giờ. Ủa đứng neo rồi sao chết chung lát chết chùm về hả bay? À chết chùm không, chết chùm là ba thằng cũng thằng nào chết trước lần đó thắng à. À là thằng nào chết trước lần tao nhảy, tao nhảy liên tục. Ai trong này nhảy liên tục là lỡ nhưng mà nó hất ra cái cục kia con nghỉ chơi luôn. Cái cục xoay ấy. Bay một phát ở kia luôn nha. 1 2 3 trái. Chiu. Đây. Ờ trời má ơi quên cái đồ có cái cục đó cục băng mày ơi. Má nó bể cái lăng cám luôn á. Không, cái glass chứ phải là băng, băng là bên này. Ờ, glass dễ bể hơn băng nữa. What the? Trời ơi, cái lời nguyện của Kia sai rồi nha, con bạch tuộc nó giết tao gõ gàng luôn trong khi đảo còn quá trời, thằng mất nết. Vãi đàn. Vãi được chứ. Thôi, mình tưởng là con bạch tuộc nó không giết mình chứ. Ai biết đâu. À, vãi được chứ. Xin lỗi đời quá nhỏ cho mình. Nhỏ bái đạt.
Ok, tao lên bảng vàng, tao coi tao tao coi mặt tao đây. Đó, tao coi thanh niên đẹp trai rồi. Chưa có lên ba được. Mày chết lẹ lẹ để tao lên bảng mày. Đù. Thôi tôi chạy đây, tôi chạy cho nhanh đây. Ok. Bạch tuộc ăn thịt lũ đàn. Và thanh niên kia chết rồi. Yes, và trận này mình win. Đấy, đây là chiến quá. Chiến thuật đâu không mà chiến thuật kỳ lạ lùng à. Ok, hạng 3 là ha, đứng. Trời ơi, mày nhảy cái kiểu gì BD dữ vậy mày? Giơ hai tay nách lên, giơ nách lên nữa chứ. Mày nhảy như kia kìa, nhảy tưng tưng nó tưng 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 như miền đưng á. Ok, ok. Tỉnh vậy con. Mặt ngu vậy, rửa mặt đi. Rồi, đứng im đây. À mày đứng im đi. Mày chạy mở quá mày. Mày ha vậy. Trời ơi, chết quá trời luôn, chạy về chạy dữ thần. Thôi quên con bạch tuộc. Rồi một đứa chết đây nè, một đứa chết nè, đó, easy. Bạch tuộc luốc. Này đứng là phải để ý, không để ý là ăn cám liền. Ôi đừng có chạy ba, đừng có chạy, đừng có đại, đừng có chạy, chết á, đừng có chạy. Phải đứng im phải không, để dụ dung nham nó lên, mình không có được nhiều chuyện nữa. Người ta làm gì kệ người ta đi. Ơ trời má, hú hồn. Không, nó không giết mày đâu, nếu như mày còn đứng đó là nó cũng không có giết mày đâu. Không, mày nó hiện ngay sau lưng hú hồn ba. Ừ. Hết mùa xuân rồi mà chim mén nó hù tao hoài. Ta sẽ chạy qua bên này tao đứng. Ok. Kia sẽ cố gắng win trận này vì mọi người. Không phải cái vì mọi người, sau quần mày chết, mọi người chết, thấy mày mày sống mọi người chết hết trơn. Vì mọi người. Không ai muốn mày sống đâu ba. Cái kiếm sạch. Vậy vậy vậy. Cái kiếm kìa. Lấy đi. Nè, tao chơi phe lay lắm ba, tao không có đam mê mấy cái đó đâu. Nhưng mà tao lấy thôi chứ tao đâu có giết ai đâu. Ừ, tốt lắm. Nè, thấy không, tao đó, tao rất là thương người, thấy không. Thương người như thể thương tay chân. Ủa lộn, có gì đó nó sẽ thay. Ok. Đó, mà tụi nó ăn cái lòng nè. À, anh sẽ win. Con đó là con bạch tuộc luốc á. Ôi, có đứa nào chết, mày chết chưa? Chưa, sống nhăn răng nè ba. Ok, tao đang di chuyển, tao là cơn bão đang di chuyển. Mày đi đứng đó đi ba, đứng đó luôn đi ba. Tao né, né ra đi, đừng đụng tao nha ba. Tao hên lắm mà. Chết tới đó đó. Ok. Tắt cái chết tới đó. Ok, đứng đây chắc ổn nè. Rồi, để coi núi lửa có hiện lên không, núi lửa hiện lên chào rồi chứ kìa, đứng cho nó chết chơi. Á đù. Đắp mẹ. Ê mày đứng lên glass đó mày nhảy được á, vui lắm. Tao quên di chuyển đúng không mày? Khỏi, khỏi di chuyển, từ từ rồi di chuyển. Chút nữa bạch tuộc nó sẽ lôi cái hàng glass xuống nè. Vậy. Qua. Ra. Thấy bà tôi rồi. Ừ. Ta. Ha 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 ha. Trời ơi là trời, cái gì vậy trời, tôi không thể nào tin được. Chết. Đứng nó còn tao thắng nè. Trời. Trời ơi nhây với bay. Trời ơi thanh niên đứng bên kia đứng kế bên hòn đảo sống nhăn răng luôn mày. Trời ơi là trời. Yeah, hòn đảo nó rụng rúng. Hòn đảo nó rụng rúng, bây giờ là tới tao. Quá 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 quá. Chạy nhanh qua chỗ kia chết, đứng chọc nó chơi. Ừ, tao đang đứng chỗ mày chết nè. Ừ. Mày nhắm. Tao đang đứng chỗ mày chết nè. Ủa đây nhảy không được bay. Nhớ ok đó, ok coi tao nè. Hello kia. Rồi chết một thanh niên. Chạy qua cái giếng đứng. À chạy qua cái giếng đứng. Con bạch tuộc luyết nó mà lên là tao nhảy niên. Chết chưa ba mi? Dễ gì. Ráng à. Ủa vãi. Lỡ đụng vô cái thành giếng mà cũng bị bay qua đây nữa. Thì đúng rồi, mày đụng là mày đủ bài. Rồi nữa hoài vậy. Nghĩ sao cái mình không, mình chưa kịp để ý cái núi lửa cái nó đùng phát chết ngắt ba thằng Mỹ nó. Đúng rồi, chết đi. Nó đã vậy lúc đó là nó đưa con nguyên cái hot potato nữa chứ. Hot potato với chân phải không? Đụng cái hot potato rồi chết hết luôn rồi. Hạng nhất. Wow, quá ba mày hạng nhất luôn. Chứ sao mày? Trời dẫn hoài. Đó mày coi trên bảng vàng có mặt được trai không? Họ chết ra một nùi, cuối cùng thằng Bami nó cũng được đã được lên top. Tại tao hôm nay trời mưa mang dài trượt quá đi, nãy bị dắp té đó ôi. Do nè, đó một ok. Rồi tỉnh dậy con.
tính vậy con kia chết nè. Sẽ cố gắng giành top, hồi nãy chết là phải nói là chết một cách là không thể nào. Ê, dội cái gì vậy? Bỏ hình đi, chạy nhanh đẩy xuống dưới, rồi chết. Rồi đúng hên luôn. Trời ơi, cái gì vô thôi mà. Đúng rồi, nhốt nó trong đây. Ê, có thanh niên cầm bóng bóng kìa. Kia có thanh niên cầm bóng bóng kìa. Đâu? Đó, nàng dí nó cho kìa. Thôi, không có nhu cầu nha. Ê, tao đứng trong này nó không bắt được tao. Trời trời trời, nó mang giày chạy nhanh để nó dí nữa chứ. Thì đúng rồi, nó dí được thằng, nó cho thằng kia chết luôn rồi đó. Nó trượt chân, nó té luôn rồi. Trời ơi, anh mới nhỏ có một lần, đâu ra mà nhỏ nhiều. Bị nhốt ba ơi. Không, nó nói tao nè. Kia bị nhốt có chữ ô kìa. À, ai biết, trời, nhiều khi nhốt trong đây là một cái điều bất lợi. Ai nhốt vô mắt so le mày. Ok, chạy, nhanh. Đừng để cho con bạch tuộc nó hấp hành mình. Tôi đi đâu là cứ đi theo đó, thấy không? Ừ. Đừng nói sao xui. Hồi chết quyền bày rồi, nó cười nghiến răng luôn nè. Hoặc là một trong những đứa đó nó có cục trái bom nữa. Nó cầm nó kêu anh kia ơi, cho anh trái bom nè. Quái. Bom này kia ơi. Khác liền luôn. Chạy làm gì? Ở đây ăn bom với em cho vui. Thôi, Kia sẽ chạy, Kia sẽ không ở đây nữa. À, ok, đứa mình chết, sẽ đứng đây. Đứa chết nè, có đứa chết nè. Chíu đó, chết luôn, trời, chết quá, trời chết. Quá nè, heo rồi. Rồi. Mấy nó đi tới đâu là núi lửa. Trời, quá trời, thiệt cái tin. Cú đầu tiên là nó đập xuống ngay mặt mình luôn chứ. Ôi vậy. Vậy, thôi dễ sợ. Thôi tôi chạy chỗ khác đây, tôi không đó. Ngộ nhiều người thôi, làm người không thích thì làm tượng mày. Lên chợ đứng hoài. Rồi lên chợ múa, múa đẹp không? Múa chù chạch múa. Á à, như BD. Lên chợ múa như BD. Múa lại cho mười ngon. À dáng này mình sẽ gắn mình lên chợ mình đứng. Hả? À lộn, viết sai rồi. Đừng đứng ai, đứng ai, đứng ai lên nha. Hả? Ủa sao nó không đạt, không nhảy ta? Thiệt tình chứ. Ok, giọt. Từ từ, nước chưa rút nha, nước chưa rút nha. Rút cái này là nhảy được rồi ba. Ok, qua bên đây đứng. À, có chừng phỏng giò. Ui, no, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì? Em chết. Trời. Ồ, thanh niên kia chết ngắt luôn. Rồi, chết ngắt thanh niên. Bị phỏng chân. Đừng đẩy nha, đừng đẩy nha, đẩy là chết đó. Ok, chạy. Ok, qua đây đứng. Ok, đứng này đi. Trời, nó chạy hết trơn rồi. Trời, nó chạy. Phải chạy chứ ba, chứ đứng đó chi chu cho một đứa chết kìa. Đừng có đẩy gái, gái đẩy dữ quá à gái. Ba Mi chết đi ba Mi. Dễ gì. Ba Mi giờ là ráng đang tranh chấp đất đai nên là đang ráng lên mảng vàng đứng. Ok, và Kia sẽ đi tiếp đây. Ba Mi đang ráng lên đỉnh. Tăng, ấy chết mẹ, nó lên rồi. Rồi xong vô đi hết thanh niên kia sống nè. Cho con một con đường sống đi chứ. Rồi, kiếm, hên quá chưa có núi lửa. U đông địch thúi. Bụm, rồi cầm kiếm dí nè, đó, chạy, cầm kiếm dí kìa. Nó cầm kiếm nó dí kìa. Ao, ở trước đây, mày ở lại mày sống mạnh. Ao. Ok. Có chuyện gì xảy ra tao sẽ nhảy vô cái giếng trước. Rồi xong phim. Cái gì vậy? Cái núi lửa đâu ra vậy? Đậu phộng chết à, một đồng, một đám đứa chết, đùng. No. Rồi xong. Chết luôn, viên bày chết luôn, hay quá. Ây da, té, trời ơi. Trời ơi, tao té mà tao chết không à. Đi ra trời, thanh niên bánh mì đè tao. Trời, tao bị bánh mì đè sắp mặt luôn mày. Thiệt tình chứ. Ok. Yeah, Kia đã bị rớt khỏi bảng vàng và bảng vàng sẽ là trò hành niên trong lòng đúng tội mày. Đang đứng được cái lòng bảo vệ nguyên cục nó lửa văng vô lòng chết ngắt luôn. Cái lõi đời quá nhỏ. Ok, rồi dậy qua đây. Chỉ mong đừng gặp lại núi lửa. Ráng đừng nhiều chuyện ha, nhiều chuyện là chết. Thiên hạ làm gì kệ họ. Chết đi. Hả, à, đứng chù đi. Hả, à, để coi. Sau đây bạch tuộc sẽ ăn ai? Đó, nguyên cái con bạch tuộc chà bá lửa. Kiếm kìa. Phe lay nha mấy đứa, đừng chơi cầm kiếm chém nhau nha. Chơi giang hồ còn nhìn kỳ lắm. Rồi, nó lên nó đây kiếm rồi. Rồi chạy, không có đâu, đứng gần đâu. Lấy kiếm xong dí nữa. Đó, rồi chém nhau đi. Qua kịp không? Rồi đứng bên đó đi. Bạch tuộc giết hai đứa rồi, bạch tuộc.
Ok. Đừng có hiện núi lửa nha, núi lửa lên dễ ngủm lắm. Ta nó còn kiếm mà nó núp ông ơi. Woo. Chết ba mi rồi. Nhảy đi ba mi, nhảy. À, hết đồ chơi, cái lũ đạn gì tình. Vãi đạn. Trời nó hết chạy nhanh mà không biết bấm nút Z nó hiện luôn nguyên cái bảng nó che mặt ra luôn rồi, thiệt cái tình nó cái game này. Ít ra cho người ta bấm không được chứ ai cho bấm nút Z hiện nguyên cái bảng. Mày đứng đâu rồi? Sát bên. Phải nó chát gì kìa. Ôi. Lên chát bây giờ, Rồi, một đứa chết. Hay quá, em vàng khe. Ôi có nhảy dù nữa hả? Rồi, tao chết luôn, đậu phộng. Có phải đạn. Chết trời ơi, trời chết nguyên bầy luôn. Ủa mày chết chưa? Chưa ba. Áo đỏ không phải tao. Ok. Để coi nó giết ơi. Cái này gương nó băng vậy, no. Chơi ngu, đừng có chơi ngu, ổn mì. Ê. Đó là, đó đứng là im. Khoai tây. Trời ơi, đó, thấy chưa. Má thiệt luôn á, đứng nguyên bầy mới chơi, đứng nó nhảy đó chứ. Mém chết luôn chứ. Trời ơi, hai thanh niên. Bố này. Ôi, đứng đông vậy. Ok. Ôi, một đứa chết. Rồi. Kia ơi, dán này tao lên bảng rồi kia ơi. Ừ, tao đang coi nha, mày lên bảng hay sao đó. Rồi, đứng đông vậy, đi ra chỗ khác đi. Có đẩy nữa. Ok, gì đây, ok, ba con dê. Trời, mặt Henny này ngại đổi chót luôn mày. À. Đừng có hiện núi lửa lên, hiện núi lửa lên là chết tôi. Nó hiện băng kìa chứ đâu hiện. À, băng rồi, thanh niên nó đang quay vòng vòng rồi, đang nhảy Lambada kìa. Ok, chuẩn bị 1, 2, 3 nhảy nha. Đứng gần này khó định hướng mày. Ok, bánh mì di động. Bánh sandwich hamburger, đó. Ôi, nó có kiếm á kìa. Thì đúng rồi, nó có kiếm chứ năm nãy giờ nó không có. Rồi, chạy trước đi. Đó, nó qua nó chặt kìa. Nó chặt kìa. Rồi hên quá, nó chạy bên kia rồi, mừng quá. Chết luôn. Chết rồi. Tại hồi nãy nó mới hiện ra cái đó bất ngờ quá. Rồi nhảy xuống luôn. Trời ơi. Trời ơi má, hú hồn. Hú hồn gì? Bạch tuộc kế bên. Làm tao hèm bạch tuộc dễ sợ. Sống chết vô số mới phải chứ. Ok, đứng ngay chỗ này đi. Chết nè, đó, tay lại bọt chúng ngay chỗ cái máy xay mới ghê. Ok. Nhảy vô đi anh. Đó, chết nè, rồi hai anh niên cầm kiếm chém nhau rồi. Bóp giá lẫn nhau luôn, có anh niên còn chút xíu máu. Rồi, núi lửa nữa kìa. No. Đừng qua đây. Ui. Ok, núi lửa lặn đi con, lặn đi. No. Ồ, làm tao hú hồn nên nó yếu thêm. Ok. Bên kia đang bị cháy. Bây giờ mình sẽ qua, đó chạy qua kia. Chạy. Ok. Đứng này an toàn rồi. Còn ít 2 giờ phải để ý. Lát nữa là nó hết chạy mà bấm chữ ít luôn, nó che nguyên cái màn hình luôn là khỏi chơi luôn. Ơi. Á, trời má, hú hồn. Hồn em chết luôn chứ. Kia ơi, tay em baby kia ơi. Đâu? Chưa. Trời. Mày cỡ lao, mày còn có 3 đứa lần mày em baby cái gì? Này á. Ê. Chưa hết nước. Nãy giờ nhảy ngu. Ok. Rồi hả, chết rồi hả? Chưa. Rồi đứng đây đi.
Dễ gì. Hả, ráng nữa này đừng để bạch tuộc nó sơi. À, chết tao rồi. Hết nước đi, hết nước, hết nước, hết nước đi. Hết nước đi, chết tao bây giờ. Rồi, rồi chết ngắt luôn. Vĩnh biệt cuộc đời, không mày win rồi đó, mày win rồi đó. Vãi đàn. Anh niên đúng nhỏ luôn, cuối cùng ta cho là ta đưa cái bom gì đó rồi tụi nó win. Vãi đàn. Bởi vì nó chạy vô cái mày kia đi ha. Nó lại cho tao phải. Anh vòng mì dài quá. Thôi nó mắc cười. Ok, dừng clip đi câu. Ok, mình với Ka sẽ dùng video tới đây. Thì các bạn đã thích cái video này nhớ để lại cho mình với Ka một like, một subscribe. Và nhớ comment ở bên dưới như gì các bạn muốn nhắn gửi tới mình với Ka nhé. Chào mọi người. Bye bye mọi người. That's it, friend? Yes.